Hey bro, chào bạn nhá. Chụp hình. Đấy, thế là tôi hiểu là anh em mình hợp nhau đến thế nào rồi đấy. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là anh Tú và ngày hôm nay mình sẽ tham gia thử thách bật mở chân dung vô hạn, một lời thách thức đến từ Khánh Vy. Và chủ đề của Tú hôm nay sẽ là phỏng vấn một phiên bản khác của bản thân chưa từng xuất hiện hoặc xuất hiện ít trước công chúng. Ok, let's go. Hey bro. Chào bạn nhá. Bây giờ tôi muốn hỏi ông một câu vào vấn đề luôn. Đấy là cái điều mà ông cảm thấy liều lĩnh nhất từ trước đến giờ là gì? Có lẽ là tôi xem phim ma một mình đấy ông ạ. Cái gì? Xem phim ma một mình hả? Nói thì nói vậy thôi, nhưng mà có lẽ là năm 2017 tôi bỏ lại sự nghiệp, tôi bỏ lại dòng nhạc tôi theo đuổi và tôi bước chân vào Sài Gòn. Bố mẹ tôi đầu tiên thì cũng ngăn cản đấy, nhưng mà tới thời điểm này thì bố mẹ tôi đã thấy cái quyết định của tôi rất là đúng đắn. Ngày hôm nay tôi có một cái thử thách dành cho Tú nha. Đó chính là dựa trên một bài hát dân ca nào đó nhưng mà Tú làm mới lại bài hát đó với một cái phong cách mà của Tú, Tú nghĩ rằng nó hay. Ok, bây giờ sẽ là một bài dân ca nha Tú nha. Có lả đi. Ok nhá, tôi làm được. Đây là version dân ca nhá, bản gốc nhá. Con cò là cò bay là bay là. Nhưng bây giờ tôi sẽ phối kiểu hơi pop. Con cò là cò bay là bay là. Bay từ là từ cửa phố, bay ra là ra cánh đồng. Bây giờ nó sẽ là một cái verse rất là đậm chất rock. Con cò là cò bay là bay là. Bay từ là từ cửa phố, bay ra cánh đồng. Hay không? Bây giờ nhân tiện đây thì anh em mình phải thử xem chúng mình có một cái điểm chung nào không. Ok, tôi sẵn sàng thôi. 1, 2, 3. Chụp hình. Đấy, thế là tôi hiểu là anh em mình hợp nhau đến thế nào rồi đấy. Ok, vào bếp, chúng mình phải làm đồ ăn luôn. Let's go. Các bạn ơi, và bây giờ thì Tú sẽ trổ tài làm đồ ăn để cùng các bạn thưởng thức những món ăn thật là ngon nhá. Là một anh Tú nhẹ nhàng hay là một anh Tú máu lửa thì vẫn luôn luôn muốn sống hết mình và thể hiện hết mình luôn, vượt qua khuôn khổ để khám phá những lĩnh vực mới của bản thân mình. Và anh Tú cũng rất mong muốn rằng tất cả chúng ta hãy cùng Tú bật mở những chân dung vô hạn của chính bản thân các bạn. Và tiếp theo thì Tú xin gửi lời thử thách đến tất cả các bạn, những người đang xem, hãy tham gia bật mở chân dung vô hạn của chính mình nha. Bye bye.